Ồ, nó mũm mĩm không này. Ôi, nó dày mình dã man. Hải sản với các loại sốt đẫm trên thị trường quá là nhiều rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hải sản Mai Liên ở Hồ Phương Mai, hay còn gọi là Hồ Kim Liên. Quán bán cả ngày nhưng buổi tối có cái view hồ đẹp như thế này. Thật lòng mà nói thì quán này có thể không dành cho giới trẻ, bởi vì hải sản ở đây được chế biến rất là mộc, không có quá nhiều các loại sốt hay các loại gia giảm. Với mình, hải sản chỉ cần chế biến thật đơn giản, đồ thật tươi là đã chiếm đến 80% của sự ngon rồi. Uầy, ngọt thế. Ngọt thiểu. Dã man. Rồi, ngọt xong rồi thơm mùi cải nhá. Xuất sắc, xuất sắc. Ôi, nó dày mình dã man. Không biết hôm nay có được quán ưu ái không mà con nào con nấy cứ múp mụp. Múp mím không. Ai mà muốn tận hưởng hương vị thuần khiết của hải sản thì nên đến đây nhá. Béo vâm. Món cầu kỳ nhất ở đây cảm giác là chính là hàu nướng mỡ hành. Còn con sò này mình chỉ gọi sò trần. Còn nguyên huyết, nguyên độ ngọt và giòn của thịt. Cua thì cũng là cua hấp, không chơi với bất cứ loại gia giảm hay nước sốt gì. Đồ mà không tươi đảm bảo lộ ngay. Thơm phức. Bùi. Ngon quá. Chỉ cần một bát nước chấm chua ngọt đủ vị là hết nấc. Cua này 800 xu một cân có hợp lý không các bạn? Ôi, bề bề to thế. Chưa bao giờ luôn, chưa bao giờ, thề luôn. Thề luôn là chưa bao giờ nhìn thấy con bề bề nào nó to như này. Ui. Ui. Từ trước tới giờ ăn bề bề chỉ có con to bằng ngón tay cái là cùng. Với mình thì con này sai quá khủng. Nửa cân được 6 con các bạn ạ. Ăn cái con này cũng phải gọi là ngập đốc. Chưa bao giờ luôn, chưa bao giờ nhìn thấy con bề bề nó to như này luôn. Con này có trứng ấy con. Không quá. Bé mẹ. Rồi. Nếu ai kỹ tính thì đảm bảo phải hài lòng, bởi vì hành khô ở đây hoàn toàn là tự phi. Kết thúc bữa hôm nay với một đĩa miến xào hải sản ngon, topping đầy đặn, giá rất mềm, chỉ 80 xu. Nói chung là lưu vào và đi thôi. Thế nha.